Và sau đây mình sẽ test bếp. Cái này đây. Bếp này mình vẫn chưa biết của hãng nào sản xuất, nhưng mà rất là ở trên thị trường châu Âu đang xài cái này rất là nhiều. Và mình có nghe có mấy bạn thì đã xài qua rồi thì nói là rất là hay. Và mình đã test thấy theo giờ mình sẽ test cho các bạn coi thử nha. Cùng với ly tia da. Phân biệt được hả là cái sự ảnh hưởng của ligatia như thế nào. Đây, bây giờ mình sẽ test ligatia mà lưới hiệu Rolling của Pháp cho các bạn nghe thử nha. Đây. Đó, hiệu Rolling. Nó có độ bay mà vẫn giữ được độ ấm, không bị mất. Cộng thêm cái bếp này nữa, phải nói là đây là lần đầu mình trải nghiệm cái bếp này. Đó là không biết nó sao, rất tuyệt vời.